Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 9. Như vậy thì trong clip ở cái bài số 2 nó quá là dài và nó quá là khó các em ạ. Riêng một cái bài 20 mà thầy đã quay cho tới là gì? Một clip nó cực kỳ khó, bài so sánh các em. Hả nào? Như vậy thì bạn nào mà đã đăng ký ở gọi là cái khóa học online của thầy thì chắc chắn sẽ nhận được 5 clip đó trọn bộ và các em sẽ học rất là thoải mái, không phải lo nghĩ gì hết đúng không nào? Như vậy thì trong quá trình học, nếu mà phụ huynh và các em cảm thấy hay và dễ hiểu thì đăng ký vào khóa học nha. Còn ở lớp 9 nó có rất là nhiều khóa học, tới 5 khóa học chúng ta phải đăng ký ở trên đó. Như vậy thì bạn nào có nhu cầu thì đăng ký hết cả 5 khóa học đó thì có thể thầy sẽ gọi là khuyến mãi một tí nha. Như vậy thì ở đây trong clip hôm nay thầy sẽ hướng dẫn tiếp cho các em ở bài số 3, đó chính là liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương. Rồi, trong cái bài này cũng rất là nhiều bài và cái số lượng bài của nó rất nhiều và cái độ khó nó cũng rất là tăng, nên chúng ta phải hết sức lưu ý nha. Ok, chúng ta đi sang bài 23. Trước khi đi sang cái bài số 3 này, các em nhớ giùm thầy là công thức là gì? Căn bậc 2 của A nhân căn 2 của B thì bằng là căn bậc 2 của A nhân B. Chúng ta lồng vô như này. Đó. Ok. Chúng ta đi sang phần bài 23 nha. Nói chung thì lớp 9 á, mà để mà giá trị mà 200k á, mà một quyển sách cả đài cả hình, thầy nói các em là quá cực các em ạ. Cực hơn nhiều so với lớp 6, lớp 7, thầy nói thật sự đấy. Nhưng mà bây giờ thầy không thể bỏ các em được, tại vì 6, 7, 8 thì thầy đang ra và đang làm. Chẳng lẽ bây giờ thầy lại bỏ các em lớp 9, cũng khó đúng không nào. Như vậy thầy cũng ra, như vậy bạn nào có điều kiện thì đăng ký, mà không có điều kiện thì thôi, được chưa? Ok, chúng ta ở đây chúng ta có bài A này. Bài cái đề bài như sau: áp dụng quy tắc nhân các căn bậc 2 hãy tính. Câu A: căn bậc 2 của 10 nhân căn bậc 2 của 40 thì chúng ta vận dụng công thức ở trên này các em, thì chúng ta sẽ cho vào một căn trở thành là 10 nhân cho 40 thì sẽ bằng là gì? Căn bậc 2 của 400. Đó nào, 400 thì chúng ta lại viết căn bậc 2 của 20 tất cả mũ 2 thì 20 lớn không rồi thì nó sẽ bằng 20. Có được chưa? Câu B các em. Các em có hiểu không? Căn bậc 2 của 5 nhân căn 2 của 45. Hả nào? Thì chúng ta lồng vô trở thành một căn trở thành 5 nhân cho 40 15. Thì sẽ bằng gì các em? Căn bậc 2 của 5 nhân cho 45 thì sẽ bằng bao nhiêu? 5 25 chứ 5 nhớ 2, 5 4 20, 2 nữa 225. Cứ đúng nào, 225 này thì chúng ta viết trở thành là 15 mũ 2 thì sẽ bằng 10 15. Được chưa? Câu C: căn bậc 2 của 52 nhân căn bậc 2 của 13 bằng, chúng ta cũng lồng vô trở thành 52 nhân cho 13. Hoặc nào? Đó. Như vậy thì chúng ta bằng tiếp. Chúng ta không nên nhân vô các em. Mà hay là chúng ta thử nhân vô thử nha. Thì ở tới đây này, tới đây nó có hai cách làm các em ạ. Cách thứ nhất là chúng ta nhân vô giống như ở trên đây, sau đó chúng ta không biết chúng ta dùng máy tính ta bấm. Còn là cách thứ hai á, mà nó dễ hơn, nhưng mà nó lại khó. Dễ với thầy nhưng mà khó các em. Ở đây số 52 thì chúng ta sẽ tách trở thành là 4 nhân cho 13. Một số giáo viên sẽ làm theo cách đó. Đây, số 52 này, số 52 này chúng ta tách trở thành là 4 nhân cho 13, sau đó 13 nhân 13 thì trở thành là 13 mũ 2. 4 thì thầy sẽ viết trở thành 2 mũ 2. Như vậy thì 2 mũ 2 thì còn lại 2, 13 mũ 2 thì còn lại 13. Như vậy các em lấy 2 nhân 13 thì bằng là 26. Nhưng mà bây giờ thầy sẽ không chỉ theo cách đó, mà thầy sẽ lấy 52 nhân cho 13. Thì thầy bấm máy tính ở bên ngoài nha. 52 nhân cho 13 thì sẽ bằng là 676 nha. Thì 676 chúng ta cũng viết trở thành là 26 mũ 2 thì sẽ bằng 26. Cái này không biết thì chúng ta bấm máy tính nha các em nha. Ok. Rồi. Câu D: căn bậc 2 của 2 nhân căn 2 của 162. Hả? Thì chúng ta lồng vô trở thành 262 bằng. Rồi thầy bấm luôn 2 nhân cho 162 sẽ bằng là 324 các em. Bằng căn bậc 2 324 này sẽ bằng bao nhiêu nhỉ? 324 18 các em. 18 mũ 2 thì sẽ bằng 10 18. Đó.
nó dễ hiểu như vậy thôi, chứ không chẳng có gì khó hiểu em. Mà sao bữa nay cái chữ của thầy và cách trình bày sao đẹp vậy ta, đẹp một cách bất ngờ các em. Thầy thì viết nhanh, mà viết nhanh thì đâm ra nó lại xấu các em ạ. Đó, ok, chúng ta sẽ đi sang bài 24 nha. Rồi chúng ta đi xem bài 24 nha. Áp dụng quy tắc khai phương. Hồi nãy bài 23 là áp dụng quy tắc nhân, còn bây giờ là quy tắc khai phương của một tích hệ tính. Như vậy thì bây giờ nó là làm ngược. Công thức của chúng ta là căn bằng 2 của A nhân B, thì chúng ta khai phương ra trở thành căn bằng 2 của A nhân căn bằng 2 của B. Đó, ta áp dụng công thức này. Được chưa nào? Như vậy thì ở đây chúng ta có câu A nha. Căn bằng 2 của 45 nhân cho 80. Được chưa nào? Thì sẽ bằng này. Bây giờ chúng ta khai phương ra trở thành căn bằng 2 của 45. Các em hiểu không nào? Chúng ta sẽ nhân cho căn bằng 2 của 80. Nhưng mà nếu như chúng ta liệu như vậy thì chúng ta có thể tách được ra và căn bậc 2 để cho nó chẳng, ví dụ như căn bậc 2 của 45 thì nó có chẳng bằng để chúng ta thử nè. Nghĩa là ở đây thầy làm để chúng ta có cái hướng nhìn tại sao thầy làm như vậy, không? Như vậy bây giờ chúng ta bấm căn bậc 2 của 45 bằng ha, thì nó đâu có chẳng, chứng tỏ chúng ta tách như vậy là phá sản rồi. Như vậy thì cái này sai, tắt kiểu này là sai. Các em hiểu nào? Mà bây giờ chúng ta đừng vội tắt như này, mà chúng ta phải làm như này. 45 nhân 80 đúng không nào? Chúng ta từ từ tắt, đường nào chúng ta cũng phải vận dụng công thức này, nhưng chúng ta sẽ vận dụng sau khi chúng ta biết cách xử lý đã. Cái 45 này chúng ta trở thành là gì các em? Tắt trở thành là 9 nhân 5. Cái số 80 này chúng ta tắt trở thành là gì? 5 nhân cho 10, 16. Các em hiểu chưa nào? Như vậy thì ở đây chúng ta có căn bậc 2 của 9 này, 9 này là chẵn này, là bằng 3 này. 5 nhân 5 đây là trở thành là 5 mũ 2 này, 16 này cũng sẽ chẵn này. Đó, các em hiểu chưa? Như vậy bây giờ chúng ta sẽ tắt này. Căn bậc 2 của 9 riêng này, đó, chẵn rồi đó. Căn bậc 2 của 5 mũ 2 này, đó. Căn bậc 2 của 16, đó. Các em đã hiểu chưa? Thầy cố tình làm như này để chúng ta xem thử liệu chúng ta tắt như vậy có đúng hay không, để chúng ta bỏ đi cái suy nghĩ đó, mà chúng ta phải có cái suy nghĩ như này thì khi đó bộ não chúng ta phát triển được. Các em hiểu chưa nào? Như vậy thì bằng 3 này nhân 5 này nhân cho 4 này, thấy không? Những cái phần này nó quá dễ nên thầy làm nhanh luôn. Như vậy chúng ta có 5 nhân 4 thì bằng 20, 20 nhân 3 thì kết quả này là bằng 60 đó. Chứ không phải nó ban đầu ông thầy này làm thì sai, thầy cố tình làm như vậy sai để làm gì? Chúng ta không nên theo cái cách này, bỏ cái này, mà chúng ta phải làm theo cách ở phía dưới thì nó mới chính xác. Các em hiểu chưa nào? Chúng ta đi sang câu B nhé. Ta có 24B nha. Căn bậc 2 của 75 nhân cho 48. Cái số nên là cái câu B này chúng ta cũng đừng có tách như căn bậc 2 75 bấm không có chẳng đâu nha. 48 cũng vậy. Mà 75 này chúng ta phải tách cái số nào mà chúng ta căn bậc 2 được á, thì đó là chính là 25 nhân cho mấy? Nhân cho 3. 48 thì nó sẽ bằng 16 nhân mấy em? 16 nhân 3, thấy chưa? Đó. Hiểu cách này đi không? Căn bậc 2 của 25 cứ để đó, 3 nhân 3 mũ 2. 3 nhân 3 thì trở thành 3 mũ 2, 16. Bây giờ chúng ta mình tách căn bậc 2 của 25, thấy chưa nào? Căn bậc 2 của 3 mũ 2, căn bậc 2 của 16 bằng, đây là 5 nè. Vì mũ 2 cái căn này trở thành 3 nè, 16 đây chính là 4 nè. À, như vậy thì nó cũng bằng bao nhiêu với em? 5 x 4 20 x 3 đây cũng là bằng 60. Vậy thôi. Các em hiểu chưa nào? Chúng ta sẽ đi sang câu C nhé. Bài 24 câu C nhé. Căn bậc 2 của 90 nhân 6,4. Ở đây chúng ta cũng đừng gọi tắt, mà các em thấy cái chỗ dấu phẩy thế nào, mà đây là 90 thì bằng là 9 nhân 10. Cái số 10 đấy nó sẽ làm dấu phẩy đây mất đi. Thảo nào, như vậy thì ở đây chúng ta sẽ tắt. 90 thì sẽ bằng 9 nhân 10 nhân cho 6,4. Được chưa nào? Căn bậc 2 của 9, 10 nhân 6,4 thì bằng 60, 14. Bây giờ chúng ta tiến hành tắt, tại vì 2 này căn bậc 2 được nè. Căn bậc 2 của 9 nhân căn bậc 2 của 64.
sẽ bằng cam hoa của 9 thì bằng 3, cam hoa sơ tu thì bằng 8, thì kết quả ra bằng 20, 14. Đó, tại vì nó dễ nên thầy làm nhanh luôn nha. Rồi, ok. Được nè. Rồi, chúng ta sẽ đi sang câu D luôn. Chúng ta đi sang câu D. Căn bậc 2 của 2,5 nhân cho 14,4 hồi nào bằng này. Như vậy thì ở đây á, nếu như chúng ta căn bậc 2 của 2,5 với 14,4 nó không chẳng đâu, mà các em thấy này, ở đây thầy sẽ nhân cho 10, thầy sẽ nhân cho 10 và thầy sẽ chia cho 10 nha. Như vậy thì ở đây căn bậc 2 của 2,5 thầy nhân ở đây cho 10 thì thầy sẽ lấy 14,4 này, thầy sẽ chia cho 10. Đó, bằng tiếp. Như vậy 2,5 nhân 10 thì bằng 25. 14,4 chia 10 thì bằng 1,414. Bằng tiếp, bây giờ thầy sẽ tiến hành tách ra được rồi đó. Thôi nè. Ok, như vậy thì căn 2 của 25 thì bằng 5. Căn bậc 2 của 1,44 thì bằng bao nhiêu các em? À, bằng 1,2. Như vậy lấy 5 nhân 1,2 thì bằng 6. Được chưa? Đó, được chưa nào? Bài 24 CD đấy, ta làm như vậy nha. Thầy làm như vậy có nhanh không các em? À, không có nhanh, mà nói chung ấy, phần nào chậm thì thầy sẽ khó thì thầy sẽ giảng chậm từng bước từng bước, nhưng khi mà vận dụng các bước tương tự thì bắt buộc thầy phải đi nhanh, tại vì số lượng bài tập của nó rất là nhiều và đòi hỏi cái kỹ năng biến đổi nó rất là cao các em. Lên lớp 9 này á, chúng ta nếu đạt được học sinh khá mà điểm phải toán còn 7,5 trở lên là các em thực chất á, gọi là các em tự làm, không nhìn bài bạn, không copy bạn thì chúng ta đã quá ok rồi, thầy nghĩ là như thế, quá giỏi rồi. Không, 8,0 thì càng tốt nữa. Rồi chúng ta sẽ đi sang bài 25 các em nhé. Rồi chúng ta đi sang bài 25 các em. Rút gọn rồi tính. Ở đây câu A, căn bậc 2 của 6,8 mũ 2 trừ 3,2 mũ 2. Như vậy thì ở đây các em nhìn nhanh này, đây chính là hạng thức số mấy các em? À, đây chính là hạng thức số 3. Trong đó A là 6,8, B là 3,2. Chúng ta vận dụng cái hạng thức số 3 là A mũ 2 trừ B mũ 2, chúng ta bằng là A trừ B nhân A cộng B, không nào? Như vậy thì ở đây thầy sẽ viết trở thành là 6,8 trừ 3,2 nhân cho gì? 6,8 cộng cho 3,2. Được chưa? Như vậy thì nó sẽ bằng tiếp căn bậc 2. Các em lấy 6,8 trừ 3,2 thì bằng bao nhiêu các em? 8 trừ 2 là bằng 6, 6 trừ 3 đây là nghĩa là 3,6 này, nhân này, 2 này cộng lại là bằng 10. Có đúng chưa nào? Ok, như vậy thì căn bậc 2 của 36 nhân 10 thì bằng 36, thì đây sẽ bằng 6. Được chưa? Ta làm như vậy nha các em nha. Câu B các em sẽ làm tương tự. Câu B làm tương tự. Như vậy thì căn bậc 2 của 21,8 mũ 2 trừ cho 18,2 mũ 2 thì sẽ bằng căn bậc 2. Căn bậc 2 của ở đây á, chúng ta cũng viết trở thành hạng đẳng thức nha. Như vậy 21,8 trừ cho 18,2 nhân ở đây 21,8 cộng cho 18,2. Đó, được chưa nào? Như vậy thì ở đây chúng ta bằng tiếp căn bậc 2, lấy đây trường đây thì bằng bao nhiêu nào? Ta bấm máy tính nha. Số nhỏ thì nhẩm nổi chứ cái số này nhẩm không nổi đâu. Có máy tính sắm ra để làm gì các em ha? Trừ cho 18,2 bằng 3,6 các em. Nhân lấy 21,8 cộng 18,2 sẽ bằng 40, thấy không nào? Như vậy ở đây sẽ bằng 40. Các em đã thấy cái tách chưa? Số 40 này chúng ta bắt buộc phải tách trở thành 4 nhân 10. Số 10 đó để làm mất cho phải đây nữa nè. Như vậy căn bậc 2 của 3,6 nhân cho số 4 nhân cho số 10. Như vậy chúng ta lấy 36 nhân 10 thì bằng 36 ở đây nhân 4 sẽ bằng căn bậc 2 của 36 nhân căn bậc 2 của 4 thì sẽ bằng là 6 nhân cho 2 thì sẽ bằng 10, 12. Các em thấy như thế nào? Đó, rất là dễ hiểu. Chúng ta nhìn giùm thầy câu A, câu B, sau đó chúng ta đi làm câu C, câu D nữa. Là trong clip này học thử thì thầy sẽ dạy cho em 3 bài đã thôi. Còn các bài từ bài 26 trở đi
thì thầy sẽ quay và up ở trên một cái kênh không công khai. Chúng ta có tìm ở trên YouTube thì cũng không có. Như vậy thì chúng ta muốn học toàn bộ cả toán, cả hóa, cả sinh, cả sách bài tập ba môn này và chuyên đề thì nhanh chóng vào cái đường link, cái biểu mẫu để chúng ta đăng ký cái khóa học, để chúng ta nhận được cái bài giảng sớm nhất. Để chúng ta học đường nào chúng ta cũng đăng ký thì chúng ta đăng ký sớm nha. Ok, ta đi sang câu C nha. Rồi, chúng ta có câu C các em. Ta có căn mặt khai của 117,5 mũ 2 từ 26,5 mũ 2 từ 1440. Thoạt nhìn thì các em thấy giống như là hàng thức số 2, nhưng mà ở đây các em thấy đây trừ thì không thể nào vận dụng hàng thức số 2 được, mà chắc chắn ta phải vận dụng hàng thức số 3 giữa hai này là hàng thức số 3, còn riêng anh này chúng ta để đó bên ngoài nha. Như vậy thì đây căn mặt khai của 117,5 chúng ta trừ ra 26,5 đóng mở ngoặc, nhân ở đây là 117,5 cộng cho 26,5 phần nào, và chúng ta trừ ra 1440, được chưa nào? Được chưa? Ở đây sẽ bằng tiếp căn mặt khai. Bây giờ thầy sẽ dùng máy tính thầy bấm nha. Cái này chắc chắn phải bấm thôi, chứ tính mỏi não lắm. Trừ cho 26,5 bằng 91 em, nhân cho ở đây là 117,5 cộng 26,5 là bằng 144 em. X trừ cho 1440 ở đây chứ nha. Bây giờ thầy sẽ lấy hai này nhân lại với nhau, nhân 91 bằng 13,104 trừ cho 1440 bằng tiếp hả nào, trừ cho ở đây là 1440 thì bằng là 1664, bấm ra luôn ha. Căn bậc hai của bao nhiêu? 1164. Căn bậc hai của 11664 bằng 108. Thấy chưa các em? Rất là nhanh và dễ hiểu đó. Rồi, chúng ta đi sang câu D các em nhé. Rồi, chúng ta đi sang bài 25D các em. Căn bậc 2 của 146,5 mũ 2 trừ cho 109,5 mũ 2 cộng 27 nhân cho 256. Thì ở đây chúng ta cũng sẽ có là gì? Hai anh đây là gì? Hàng thức số 3 này, cái này cứ để im đấy nha. Như vậy chúng ta sẽ viết trở thành là 146,5 trừ cho 109,5 nhân cho 146,5 cộng cho 109,5. Okay, chúng ta cộng ở đây căn bậc 2 của 27 nhân 256 do giấy của thầy này hết á. Các em hiểu không nào? Rồi, đáng lẽ chúng ta phải ghi ra đây nha. Bằng tiếp này. Bây giờ bấm máy tính lấy 146,5 à. 146.5 trừ cho 109.5 thì sẽ bằng 37 này các em. Ở đây 37 nha. Các em hiểu không? Nhân cho hai đây cộng lại. 146.5 cộng cho 109.5 sẽ bằng 256 nha. Các em thấy chưa? Thấy có cái gì chung không phải không? 27.256 này. Như vậy chúng ta đừng có vội nhân ra, mà các em sẽ lấy là 256 đặt ra chung, bên trong này còn 37 cộng 27 này sẽ bằng này căn bậc 2 của 256, hai này cộng lại thì bằng 64 nè. Thì sẽ bằng căn bậc 2 của 256 nhân căn bậc 2 của 64. Như vậy ở đây nó sẽ bằng là bao nhiêu các em? 256, chúng ta bấm máy tính luôn. Hình như bằng 16 các em à. Đúng rồi, bằng 16. Như vậy thì đây nó sẽ bằng 16 nhân đây cho 8 ha, thì bằng là 128. Đó, các em hiểu chưa? Đó chính là bài 25 câu D. Như vậy thì qua clip hôm nay, cảm ơn các em đã theo dõi hết clip của thầy. Nếu như các em tin tưởng và cảm thấy thầy dạy dễ hiểu thì các em đăng ký vào cái biểu mẫu để chúng ta nhận được cái
cái bài giảng toàn bộ. Còn những cái bắt đầu từ bài 26 thì thầy up trên kênh không công khai của thầy riêng nha các em nha. Ok, cảm ơn các em đã theo dõi hết clip của thầy. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các clip học thử tiếp theo nha.